Có bộ nào gọn gàng cho không gian nhỏ hẹp không anh? Rồi, giới thiệu cho các bác và anh em cùng tham khảo bộ dàn nhỏ gọn ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là đôi loa G1000 có thiết kế rất là nhỏ, gọn để chúng ta có thể đặt trong không gian gia đình, những cái không gian hẹp và vừa đấy. Đây, chiều rộng của nó thì 28 cm, chiều cao là 108 cm và chiều sâu là 31 cm. Và công suất của nó thì khá là lớn so với cái kích thước nhỏ gọn của nó. Hai bát 20, một chung, một chép đôm, một chép mành. Công suất khoảng tầm 300W. Và nó có thể hát karaoke, nghe nhạc kết hợp hai trong một luôn. Và cùng một cái thiết kế rất đẹp để chúng ta đặt trong gia đình nó rất là sang trọng nữa. Kết hợp với đó là em đang ghép thêm một chiếc loa siêu trầm phiên bản Monster Bass 30, công suất 500W, trầm điện đồng màu cùng với đôi loa luôn. Và nó thiết kế nó rất là sang trọng đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt là trong bộ dàn ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng những thiết bị rời như là đẩy riêng, vang riêng và mic không dây riêng. Và đây là toàn bộ là những thiết bị đồng bộ ghép với nhau, nó rất là hợp và rất là hay. Và chúng ta không cần bất kỳ thêm một thiết bị nào nữa. Tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Và chọn bộ karaoke ngày hôm nay tổng trị giá là 35,5 triệu.